Điều kiện để xuất gia tu nữ là gì? Một vị tu nữ cần học tập và thực hành những gì? Hiện tại bây giờ thì thiền viện vẫn nhận xuất gia tu nữ. Thì điều kiện là có cái giấy lý lịch tư pháp. Cái giấy đó quý vị có thể ra ngoài sở tư pháp và quý vị làm. Và cái thứ hai là cái giấy khám sức khỏe tâm thần để xác định là cái trạng thái tinh thần của quý vị không có vấn đề. Thì như vậy thì quý vị có thể được nhận. Còn học và thực hành những gì? Thì thứ nhất là học kinh tụng, các cái bài kinh tụng căn bản mà bất kỳ vị xuất gia nào cũng phải học. Rồi sau đó là học giáo lý. Còn thực hành thì thực hành thiền như là sư hướng dẫn. Ngoài ra thì sư cũng nói trước luôn là do ở đây thì sư tổ chức các cái lớp học và các cái khóa tu, cho nên khi mà quý vị có xuất gia ở đây á, thì quý vị cũng sẽ cần tham gia chung các lớp học và các khóa tu, và cũng sẽ hỗ trợ sư để để tổ chức trong cái vấn đề mà tổ chức tu học. Cho nên nếu mà quý vị muốn xuất gia theo cái kiểu là đóng cửa ngồi thiền một mình á, thì có thể là quý vị cần tìm ở cái trú xứ thích hợp ha.